Tiện lợi, tiết kiệm thời gian, đồ uống pha sẵn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng hiện nay. Tùy thuộc vào nguyên liệu, các loại trà pha sẵn như trà chanh vị mật ong, trà chanh vàng, trà chanh koji có giá từ 35 đến 150.000 đồng một hộp. Các loại trà sữa trân châu đường đen, đường đỏ, hồng trà, matcha giá từ 47 đến 55.000 đồng một hộp. Trà sữa trân châu cốc pha sẵn từ 20 đến 25.000 đồng một cốc. Nắng nóng nên các loại hạt đun nước uống, nấu chè giải nhiệt cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, giá vì thế tăng nhẹ. Cụ thể, hạt đỗ đen, đậu đỏ, đậu xanh giá từ 60 đến 65.000 đồng một cân. Đỗ đen rang sẵn có thể hãm nước uống luôn, giá là 75.000 đồng một cân. Gạo lứt sống 35.000 đồng một cân, rang sẵn 40.000 đồng một cân. Hỗn hợp gạo lứt, đỗ đen rang chín là 80.000 đồng một cân. Giá các loại hạt tăng khoảng 5 đến 10.000 đồng một cân so với đầu hè. Trên thị trường, kem cũng khá đa dạng về nhãn hiệu và giá cả. Cụ thể là kem que hộp sữa dừa, đậu xanh, giá 35 đến 45.000 đồng một hộp. Kem cân đóng hộp tùy loại với nhiều vị như trà xanh, sô-cô-la, đường đen trân châu, giá là 60 đến 70.000 đồng một hộp. Kem ốc quế tùy thuộc vào nguồn gốc xuất xứ và nguyên liệu, sản phẩm, giá từ 10 đến 25.000 đồng một que. Kem túi trắng, hoa quả từ 25 đến 30.000 đồng một chục.